ra. Ngay bên dưới những cánh hoa này, một vụ giết chóc tàn bạo đang diễn ra. Nạn nhân là một con sâu bướm, còn hung thủ là bọ sát thủ Psilocybe spinicon. Nó sử dụng vũ khí sắc bắn này để kết liễu con mồi. Khi không dùng đến, nó sẽ gặp vũ khí lại giống như một con dao gấp. Chúng ta hãy xem lại cảnh quay giết chóc một lần nữa. Con bọ sát thủ chắc chắn là kẻ tấn công. Nhưng liệu nó có đồng phạm không? Hiện trường vụ án là cây thoa quýt, một loài hoa thuộc họ cúc. Nó thật đẹp phải không? Nhưng những giọt chất lỏng bám lón ở khắp nơi này là gì? Vài đêm trở lại đây, con muỗi vàng này bị mắc kẹt trong chống. Con côn trùng này cũng vậy. Hóa ra, cây thoa quýt dùng những giọt chất lỏng ngọt ngào để dụ nạn nhân, biến nó trở thành một nghĩa địa côn trùng. Những côn trùng đó là quà hối lộ cho bọ sát thủ để chúng giải quyết vấn đề sâu bướm phá hoại. Hãy nhìn xem những con sâu bướm đang ăn hoa của nó. Không có hoa nghĩa là không có phấn hoa. Không phấn hoa, cây không thể sinh sản. Trên cây thoa quýt lúc này, bọ sát thủ đang giao phối. Và sau đó chúng để một hoặc hai quả trứng ngay bên cạnh xác chết. Vì vậy con non của chúng sau khi nở sẽ có sẵn thức ăn. Sau đó chúng lại tiếp tục công việc diệt sâu bướm giúp cây thoa quýt, trong khi những con sâu bướm lớn hơn sẵn sàng chiến đấu chống trả lại bọ sát thủ. Những con nhỏ hơn tự vệ bằng cách treo mình lên sự tư để trở nên khó bắt hơn. Nhưng nhiều con trong số chúng cuối cùng vẫn không thể thắng được kẻ săn mồi. Cuối cùng, đây là một sự hợp tác trọn đời trọn kiếp giữa bọ sát thủ và cây thoa quýt.